nay ra thăm ruộng rồi sẵn hái một mớ chặt cây cái muồng về làm thuốc các bạn. Đây nè, cái muồng quá trời luôn. Có ai mà bị lăng ban hắc lào rồi ra đây là hái cái muồng rất là nhiều. Bên kia cây cứ quá. Đây nè. Còn cái thân của nó là sắc lấy nước uống đó các bạn. Còn này hạt trái của nó nè, trái nó còn non. Được sao trái nó già mình ra mình hái trái nó mình lấy hạt. Đây, quá trời. Mùng quá trời cả. Bạn thấy cái mùng bự ra không? Đó, cái mùng quá bự. Đây là cái muồng rất là nhiều các bạn. Cái muồng này là người ta dùng để làm thuốc này, trị lăng ban, hắc lào, dãy nến đồ này nọ. Và nó cũng trị về gan nữa. Uống vô nó sổ các bạn. Ông anh mình đi chặt cây cây muồng trâu này nè, về lấy cái thân của nó. Phơi khô rồi cái mình sắc ra, sắc phơi khô rồi cái nấu nước uống các bạn, nó sổ gan rất là hay. Rồi, để mình quay cái cảnh mà chặt cái muồng cho bạn xem ha. Cái này có trái mà trái non nè. Cái này ai bị lát bị gì á, lát với lại lăng ben rồi cái này lát mà hơi nhín. Chị hay không lấy lá, anh không lấy lá hả? Lá này người ta dò ra người ta đắp lên nè, lấy nước cốt đắp lên và ít muối nữa, đắp lên chỗ lăng ban là nó sẽ tự nhiên nó hết ngày 2-3 lần. Nó lẹ lắm, nó hết lẹ lắm, bữa trước bữa sau là thấy nó khô à. Sức phải cào cho nó chốc lên nó mới thấm chứ. Vừa gốc muốn lên nữa gì bông đẹp ghê ha. Cái này á hột này, hột này nó còn tươi mà mốt nó chín ra hái nó chín nha. Hột nó đang khui à, già đang khui à, đã lắm. Cái này hột này người ta giang người ta làm nước trà người ta uống nè. Rồi đây là cái muồng này. Quá trời mà chặt có mấy khúc. Ăn có bệt không? Cũng không bệt lắm.
Nhưng mấy khúc này về anh làm cái gì? Chặt ra, tầm ẩm ra, phơi. Phơi vút vút có vàng không? Không, để vậy. Để vậy rồi phơi khô nấu nước uống thôi hả? Chứ thường thường ta giang cho nó thơm thơm chứ. Không hay. Để vậy, không vậy nó hay hơn. Để nguyên si vậy nó hay hơn hả? Uống đó là nó chỉ gì? Sổ, sổ mấy người mà bị gan. Ờ. Bị phổi, bị chân phổi, chân gan. Bị củ trướng đó. Đúng rồi. Những sổ này nó vô sổ rồi nó trị, nó sổ ra được. Nói chung là cây này là nó nhiều tác dụng lắm nha, nhưng mà mình không có biết hết thôi. Nó gì bộ phận trong ruột là nó trị được hết. À. Mấy người mà bị cây gan á. Ờ. Uống nó vô được nó trị chổng á. Tại vì anh uống cái này thường hồi đó nhà anh uống 5 miếng. Thì hồi đó không có thuốc, mấy chục năm trước làm gì có thuốc uống. Cái này nó công nghiệp hơn. Là uống cái mơ chịu sổ điện là mình biết nó không hiểu biết gì rồi. Nói chung thuốc hay mà đều bây giờ ít ai sử dụng. Giờ chủ yếu người ta dùng thuốc tây nhiều. Giờ có điều kiện mà người ta dùng thuốc tây không? Trời dâu luôn. Nắng lông quá trời. Này giờ giao nhận qua mới có với nhà làm gì có. Ừ, nhà hai chồng này. Đây nhiều lắm. Lấy bịch không? Để ra lấy bịch. Hả? Anh cầm này đi ra lấy bịch. Phía bên kia là đám ruộng của mình đó các bạn. Bên đó là mình còn 6.000 quá, 6.000 mét vuông. Bên đó bên cái lùm lá đó. Bây giờ mình bỏ hoang nữa lên thành lá không các bạn. Ở đây thì người ta bỏ hoang không có làm ruộng lâu rồi. Cho nên xung quanh toàn là lá. Lá với ba cái lát lên thành rừng luôn á. Đây, đây nó quy hoạch. Đây cái đường Bến Lức Long Thành đi ngang bên kia các bạn. Cho nên nó có cái đường đường tẻ về đây. Đây ra cách đó chừng mấy chục mét à. Có cái đường ngoài đó. Giờ đây người ta san lấp hết. Cho nên hoang vu lắm các bạn. Đường thì chưa hoàn thành nhưng cho nên nó rất là hoang vu, hoang vắng. Đây cũng cây muồng nữa nè. Đó, quá trời muồng. Ấy khu vực này muồng, cây muồng nhiều lắm rồi. Nó tự nhiên nó lên thôi. Chứ không có trồng, không có gì hết. Rất là nhiều cây muồng. Hình như cái miếng này bán đó còn, rồi. Còn cái lúa đó. À, anh có được cái. Ai? Được. Vậy hả? Anh được, anh còn làm hả? Còn. Rồi chuột nó ăn hết sao ta? Coi vậy mà trời kiến không ăn. Trời kiến vậy mà không ăn. Cầu Bình Khánh nó làm cũng gần xong rồi không? Mới hồi nữa xong chưa? Hơn rồi. Còn nhịp giữa, hai nhịp giữa đó. Hai nhịp giữa còn để nguyên, thấy nó treo nó lủng lẳng để đó hoài mà không thấy làm. Còn ở dưới thì nó làm cũng... Cái này nó sẵn nó chờ đâu đầu dưới á. Nhiều nhiều quá. Hôm nay sẽ trễ rồi đâu. Rồi này mình cứ tính. Trường Dược Mỹ lớn ghê không? Đây nhìn mà thấy bự. Khủng hoảng. Ở cái này không? Đó. À. Trường Dược Mỹ đó. Này nó xây lâu lắm rồi. Học rồi mà. À.
À, nó hỏng lâu. Nó hỏng mấy năm rồi. Nó hỏng lâu lắm rồi. Nhưng hồi đó nó hơi nhỏ, giờ làm ngày thấy. Ừ, nay làm giọng cho thêm. Hồi đó anh đi xe vô tới đó luôn á. Trường đó mà con nhà giàu học thôi chứ. Nó xe vô tới trong đó. Nhà nghèo nghèo đâu học nổi. Nó có mở cái đường suối đi làm ra anh. Đúng rồi. Ngoài đời nằm cũng gần đó đó. Ngoài đời nằm cũng gần đó. Cầu này nó làm để luôn, thấy nó làm xong cái mình đi qua đây nó gần quá ha. Chạy xuống ngay ông tích tu cái chạy vô đây cái xong tới. Nó nói cuối năm nay xong mà không biết, ý nó nói năm 2020 xong. Mà nay mới 19 phải không? À 19. Còn năm nữa. Mà 20. Mấy tháng nữa cuối năm rồi. À mấy tháng nữa là đầu năm 20. Nhưng mà tháng cuối năm 20 mới xong. Mình thấy nó bỏ phế như vậy biết chừng nào làm. Tại vì cái hai cái đầu kia nó làm kia xong, nếu mà đầu kia nó kết cấu được ở đây phát triển làm à. À. Cái đầu bên đây thì chắc có thể xong rồi. Nó chờ được cái đường chính mà đường chính chưa làm xong rồi bởi vậy nó ảnh ương theo. Ừ nó chờ. Nhớ đem quân dọn gì đó mà. Quá trời. Lùm bụi không? Ở đây nó đóng mấy cái cường sạn thì nó chặn đúng không? Ừ, hổm nó đóng, hổm nó chắc quá trời sau nay, không biết nó đóng chỗ nào mà. Nó chặn. Nó làm chân á. Muốn nó còn đóng nữa mà. Bữa nó chắc ở đây quá trời luôn á. Nó còn đóng hai bên. Cường sạn. Giữa luôn. Nay nó đóng đầu mà thấy nó đưa lên có mấy mới, mấy cây á. Còn mấy cái cục này để làm gì đây nè? Này, để dằn. Dằn xe hả? Dằn cho lúng á. Anh nhớ hổm mà nó để quá trời không? Ừ. Nay nó chuyển đi rồi nè. Còn có mớ nè. Mấy tấn. Ghê chứ. 3 tấn đó. Nhỏ hơn nữa. Nó than nó làm cái dấu tọa độ. 4 tấn. Này tọa độ. Tọa độ cái danh á.